Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Chào các bạn. Tình hình dịch bệnh gần đây tỉnh Đồng Tháp mình nó căng thẳng quá các bạn ơi. Hỏi mấy em nha, sắp nhập học tiêm được mấy mũi vaccine rồi vậy? Yeah. Ổn mà đó. Anh Vinh, tại sao có nhiều ca mắc Covid á mà sao không ra luật là giãn cách xã hội lần trước vậy? Giãn cách xã hội có mấy tháng thấy dân chúng ta la làng sờm không? Ủa, tại sao họ lại la làng? Cái thằng này mày ăn cho dữ vô rồi bự cái bụng, cái não thì teo lại, thì dịch bệnh người ta sẽ chết nên la làng. Không, sai rồi chị Hai ơi, dịch bệnh nhà ai nấy ở, ai buôn bán được đâu, buôn bán không được, có tiền không? Dạ. Không có tiền rồi sống nổi không? Dạ. Sao nổi? Tại vì bình thường á, ông ngoại em đi bắt ốc, bắt cá, còn ngoại em thì hái rau nấu canh để ăn cơm. Trời ơi, cái đó dưới quê mình mới dễ sống vậy, còn trên Sài Gòn cá đâu bắt rau đâu hái trời. Anh Vinh, hả? Nếu em đoán không lầm thì hôm nay mình quay clip chơi Lego phải không? Đúng rồi. Sao mày biết hay vậy? Chơi vậy. Bộ không thấy ba hộp Lego để trên nắp hồ cá sao? Vậy mà em tưởng hồi nãy giờ anh thông minh lắm. Còn mấy đứa chia đội ra giúp anh Vinh đây. Chia đội mỗi đội ba thành viên. Rồi đại diện ba đội lên trên này lấy Lego đi. Rồi em chọn cái này nè. Bộ nào đổ khó cũng như nhau hết trơn à. Quy tắc chơi của mình như sau: mấy đứa có một tiếng đồng hồ để lắp ráp, sau đó nộp sản phẩm của mình ở cái bàn đó giúp anh nha. Dạ. Rồi đi đây đi đây. Lần này tụi mình sẽ chọn nhà của anh Ngọc để thực hiện cuộc thi lắp ráp Lego này nha. Không biết Lego đợt này khó không nữa chứ lần trước em đố luôn á. Thôi vô băng ghế đá này ngồi đây rồi mở cái hộp này ra coi thử. Cái hộp Lego này bự hơn mấy cái bộ lần trước mà anh Vinh đưa mình. Chắc ghép được nhiều đồ chơi lắm nè. Em thấy trên vỏ hộp nhiều hình lắm nè. Ủa xe cũng tay. Thôi mở ra coi thử đi. Wow. Trong này còn có nhiều hộp khác nhau nữa nè. Ở đây có tới 8 bộ Lego lận. Bây giờ mỗi người lấy một bộ đi để ghép cho nó nhanh. Đúng rồi đó. Á Tiên, cưng nhỏ lựa cái bộ nào đơn giản làm đi. Còn riêng mình thì sẽ lựa cái bộ số 8 làm nha các bạn. Mình sẽ chọn số 2 nha. Rồi đổ ra làm đi. Gì đâu cái đóng mà trời, sao biết đường gáp. Cái trò chơi Lego này nó hay dữ lắm, không những rèn luyện sự khéo léo mà còn giúp tăng khả năng sáng tạo của các bạn nữa đó. Công nhận anh Vinh hay cho tụi mình chơi được chơi sáng tạo thiệt, mặc dù nó khó nhưng mà nó vui. Mình gần gắp xong chiếc xe nè các bạn. Đó. Còn chút xíu nữa hà. Sữa tới rồi đây, sữa tới rồi đây. Uống sữa nè Dương ơi. Còn cái này của Á Tiên nè. Cảm ơn anh Ngạo. Còn mình thì thích uống nước trái cây ổi hơn. Các bạn ơi, thời gian từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, sữa Cool đã có chương trình cùng Cool săn quà Tết kết yêu thương. Thì trong mỗi thùng sữa sẽ có một bao lì xì, trong bao lì xì sẽ có tiền từ 5.000 nè, 10.000 hoặc là 50.000. Nếu các bạn nào mà may mắn hơn sẽ nhận được một cái thẻ cào trong một cái bao lì xì đó. Các bạn muốn biết ở trong thẻ cào đó trúng phần thưởng gì á, hãy xem clip này nè để nắm theo thông tin chi tiết nha. Mỗi thùng khuyến mãi Tết của Cool túi, Cool chai và Lip bắp sẽ có bao lì xì 100% cơ hội trúng thưởng. Nhận được lì xì sung túc rước về già một túi lạnh Aqua. Nhận được lì xì nhiều niềm vui, đổi một phao hồ bơi bào ngư dễ thương. Nhận lì xì năm mới nhiều sức khỏe, đổi một đôi giày thể thao Cool siêu gầu. Nhận lì xì năm mới như ý, có ngày một thẻ quyền năng như ý tích tu đổi ngàn quà Cool cực chất. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tám bộ này mà anh Vinh chỉ cho có một tiếng đồng hồ, sao mà lắp nổi trời. Chị Thảo ơi, đây là trò chơi gì mà hồi đó giờ em chưa biết luôn á. Đây là trò chơi cô go lắp ráp trí tuệ đó. Em ráp hai bộ này thôi, còn lại bao nhiêu chị với con Duyên làm đi. Ok. Rồi. Mình sẽ ráp ba bộ này số 1, 2, 3. Còn mình thì sẽ ráp ba bộ này. Ở trong đây có hai bịch lắp ráp nè, với lại một bản hướng dẫn. Rồi xé ra. Mấy cái lắp ghép này dễ ợt à, bạn hướng dẫn chút xíu. Hả? Cái bộ lắp ghép chút xíu mà cái bạn hướng dẫn bự quá vậy. Trời ơi, sao mỗi lần mình gặp cái trò chơi lắp ghép này là mình thấy nhức đầu nữa đó các bạn ơi. Các bạn muốn mua những đồ chơi như thế này thì lên shop tonyhoi.vn để ủng hộ anh Vinh nha. Trong vòng 1 này anh Vinh chỉ cho một tiếng đồng hồ thôi, tranh thủ gấp đi mấy anh, gấp càng nhiều càng tốt. Mình sẽ gấp chiếc xe tải với chiếc xe Kobe nha các bạn. Còn em thì gấp chiếc xe lưu với lại xe trọng hồ. Lấy ra đi. Wow, một đống luôn nè. Kiếm đi. Đây hết đi. Ở đây có 8 bộ, còn lại 2 bộ. Con Phương 2 bộ, còn lại ở đây 4 bộ. Một mình sao làm nổi trời. Cái trò chơi lắp ghép này đối với cái thằng IQ 300 như mình quá dễ dàng luôn. Ừ, anh IQ 300 nhắm năm nay học lên lớp nổi không? Anh biết không, anh Vinh ra quy định là ai mà học
học ở lại lớp là đuổi ra khỏi tim luôn. Thôi làm nhanh đi coi chừng không kịp đó. Dạ. Để đây. Các bạn lắp bộ nào á thì hãy xé bộ đó nha, không thôi nó lộn xộn đó. Rồi, nó ra nè. Một đống luôn. Đó. Rồi. Bây giờ vô coi bản hướng dẫn nha. Đó. Đầu tiên là kiếm cái mảnh này với mảnh này nè các bạn. Gắn bên đây cái cánh, bên đây cái nữa. Vậy đã xong rồi, để coi coi nãy giờ là mấy phút. 10 phút. Đúng là tốc độ sấm sét. Wow. Họ dán tiết kênh cho đẹp coi. Những mảnh ghép cuối cùng của chiếc tàu. Đó các bạn thấy chưa, y chang cái vỏ hộp luôn. Chị Thảo ơi, còn sữa không? Chứ em muốn hết rồi. Còn, đợi chị xíu đi, chị đi lấy. Dạ. Cool đang có chương trình khuyến mãi, khi các bạn một thùng sữa bên trong sẽ có bao lì xì. Bây giờ mình sẽ khui thử nha. Nè bao lì xì nè, mình mở coi được nhiêu tiền. Ê thẻ cào, mấy đứa ơi, chị chú thẻ cào mình nè. Mở đây chị chú thẻ cào mình nè. Cào đi, cào đi, cào đi, cào đi, cào đi. Hả, trúng cái tủ lạnh áo qua rồi. Anh Vinh ơi. Tính ra làm cái này cũng dễ, đâu có khó lắm đâu. Bây giờ chỉ còn gắn cái ông cảnh sát này lên nữa là xong chiếc tàu. Rồi, đẹp chưa? Hai đứa kia làm xong chưa vậy? Đang gì nộp cho anh Vinh nè, sắp hết thời gian rồi đó. Tao làm xong rồi nè. Em cũng xong rồi. Thôi bây giờ mình dọn dẹp lẹ để đi về. Rồi dọn dẹp đi. Dạ lên chân ơi. Tụi mình sẽ nộp sản phẩm ở trên bàn đá này nha. Hay là dòng sau mình ngồi đây gác luôn đi. Chứ qua nhà anh Ngọc làm gì, chứ tới đi lui mất hết 20 phút rồi. Coi như đây là cái chỗ thi đấu của mình nha các bạn. Rồi để ra đi. Hên quá các bạn ơi, vừa hết thời gian mình làm xong chiếc xe cần cẩu rồi nè. Còn lại hộp ba đứa gom lại làm chó lẹ nè. Không có được, hết thời gian thi đấu rồi. Anh chơi vậy là ăn gian đó. Làm lẹ đi, mình không nói ai biết mình ăn gian đâu. Nhìn kìa. Nãy giờ mày nói cái gì, anh ngồi đây nghe hết rồi đó. Hết thời gian rồi nha mấy đứa. Đội nào chưa làm xong dừng tay lại luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài kêu thằng Vinh vô chấm điểm nha các bạn. Rồi ra chấm điểm đi Vinh ơi. Ừ, kìa. Tụi nhỏ nè, đội nào xong đầu tiên. Rồi, ok, vô đội này luôn. Rồi, cái bộ Lego của mấy đứa cưng là có bao nhiêu bộ nhỏ vậy? Dạ 8. Rồi cưng hoàn thành được mấy bộ? Dạ 8. Ủa? 4, 5. Trời ơi, con này chưa hoàn thành, không tính con này nha. Rồi, con nào hoàn thành đâu, này gì đây? Dạ, xe thám hiểm trên mặt trăng. Rồi, để coi một cái. Dạ, ra luôn. Ok nha, vô nè, chạy được luôn nha các bạn. Rồi, 1. Cái này là gì đây? Dạ là trạm thông báo. Có đây này là xe vệ tinh. Rồi. Trạm kiểm soát. Còn đây là trạm vệ tinh và tàu vũ trụ. Rồi, tàu vũ trụ nha các bạn. Anh Vinh ơi, tàu vũ trụ này tiếng Anh tên là gì vậy? Anh chỉ cho em biết đi. Trời ơi, tiếng Anh cái chữ nào cần thiết á, ở ngoài thực tế mình gặp hoài thì mình hay học. Còn mấy cái vụ mà không gian vũ trụ, chừng nào tiếp xúc mà cưng học để làm vậy? Mà em muốn học, anh chỉ cho em một từ thôi. Tàu vũ trụ này tiếng Anh tên là gì vậy anh? Spaceship. Spaceship. Rồi đọc lại ơi. Spaceship. Sai. Spaceship. Spaceship. Trời ơi thôi tao mệt mày quá đi mày ơi, không có thiếu rồi. Ủa khoan, hồi nãy thằng Hùng nó ngồi đây xếp mà sao bây giờ ngáo ngồi đây rồi? Ừ quên nữa, sao kỳ vậy? Bà có thằng Hùng bị bệnh rồi cho nên nó phải vào bệnh viện để thăm. Còn em đang học bài ở nhà, nó kêu em thay thế vị trí của nó đi chơi trò chơi nè anh. Hàng chỉ thấy lạ lạ. 1 ha. 2. Cái này ok, cái này hoàn thành rồi nha các bạn, đẹp kiểm tra kỹ mới được. Ok nha. Nhìn mắt mắt quá ha. Đẹp nè. Còn này xe vệ tinh đúng không? Tôi ra ngoài không gian. Ra ngoài không gian chơi luôn rồi. Rồi, ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bộ, 6 điểm. Yeah. Rồi.
rồi, đi hư lên. Ừ, hư là không tính nha các bạn. À, cái chữ tiếng Anh nào mà cần thiết ở ngoài đời sống mình gặp hoài á thì mình mới hướng dẫn cho các bạn học. Còn mấy chữ như vũ trụ các bạn không cần học đâu. Học rồi không xài cũng quên thôi. Rồi, tới đây chấm điểm cái này đi. Rồi em ghép được 7 món anh Vân. 7 món. Ở đây 1. Này xe gì trời? Xe cần cẩu. Xe ở công nha. Trường không á? 1. 2 nè, xe thú lô à. Ừ, 2 nè. 3. Xe tải. Để coi coi được không? Được không? Dở lên được không? Được luôn hả? Đó. Hay nha. 4. Mình phải kiểm tra kỹ. Ở bên trong có con lính lái xe nữa nè các bạn. Này, 5. Dở lên xuống. Dở lên xuống được luôn. Đó, xịn xịn nha. 6 này xe trọng hồ. Đây 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 đây. 7. Rồi đủ. 7 bộ 7 điểm. Rồi. Cái đội của A Ngọc nè. Để coi coi. Ủa? Cái bộ của cưng ở trong này hết luôn là bao nhiêu hộp? Dạ 8 hộp. 8 hộp sao xếp ngoài này được có 1, 2, 3, 4 kỳ vậy? Ừ. Đây nó ít nhưng mà nó đẹp. Để coi cái nè. Cái này, này là xe đua nè anh. Ê, xe đua mới hôm bữa anh dạy tiếng Anh mấy đứa rồi. Nhờ nhớ không nói xe lại. Xe đua là racing car. Cái này xe cảnh sát. Xe cảnh sát của ai làm á? Dạ tiên. Nhớ tiếng Anh là gì không? Dạ nhớ. Nói. Police car. Trời ơi, vỗ tay, vỗ tay. Còn này máy bay trực thăng, cái này là anh nhớ lớp 6 là học rồi nè. Nhỏ này nhớ không? Nói nghe coi. Helicopter. Cái gì vậy? Helicopter. À, helicopter. Nó đọc bullet gì? Nhỏ đó, nhỏ này không thuộc bài. Tiếp theo tới này là gì đây? Cảnh sát. Tàu cảnh sát của ai làm? Của em. Tiếng Anh là gì nhớ không? Police ship. Rồi, 1, 2, 3, 4, 4 điểm. Tập trung lại đằng đây đây. Phần thưởng của cái vòng 1 này là đội của A Đại hạng nhất. Phát thưởng chị ơi. Mọi người sẽ là một thùng sữa. Rồi. Đội hạng nhì. Đây đây đây, đội hạng nhì đây. Đây đưa cho nó một thùng sữa đi. Mọi đứa mình chơi. Hạng bét, hạng bét. Mỗi thành viên sẽ được một lốc sữa. Nhỏ. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Tới vòng 2 này, mấy em cũng sẽ có 1 tiếng đồng hồ để kết hợp 8 bộ Lego nhỏ ra lại thành một con Lego bự. Dễ hiểu không? Dạ. Rồi, 1 tiếng đồng hồ bắt đầu. Chị, hả? Canh gác tụi nó, đứa nào ăn gian loại luôn cả đội cho tôi. Ok. Vòng 1 các bạn có 8 bộ sẽ gáp được 8 con mô hình. Còn vòng 2 là kết hợp 8 con mô hình này lại để được con mô hình bự chợ bán như thế này nè. Trời ơi, các bạn nhìn nè, cả ngàn mảnh. Ngàn. 126 bước luôn. Nè anh Thánh, cái vòng cuối này quá trời khó các bạn ơi. Bọn mình phải chia ra mỗi người một nhiệm vụ để làm. Mình thì tìm mấy cái miếng Lego như thế này nè, đưa cho anh Thanh gáp. Còn mình thì gáp mấy bộ phận riêng biệt. Các bạn đặt hàng mua đồ chơi này thì lên shop tunihoi.vn nha. Rồi nè anh Thanh. Để đi. Thằng ngựa nó ngán nè, các bạn nào có để ý không? Thường mỗi năm anh Vinh chỉ quay 1-2 clip Lego thôi. Quay mấy cái nội dung này nè, nó khó vậy lắm. Với lại anh Vinh này đích cũng cực nữa. Các bạn nhìn nè, ở trên bàn này thôi là mấy trăm mảnh Lego rồi đó. Các bạn ơi, nhớ bấm nút đăng ký, bấm like, bấm chuông thông báo để anh Vinh và team mình có thêm động lực nha. Cảm ơn các bạn. Bước chính là gáp cái này lên đầu nè anh Ngáo. Ok, đưa cho anh. Hay gắn vô nha các bạn. Rồi, chị Thảo với anh Vinh tiện giúp em mấy cái mảnh để mình làm tiếp bước 10-11 đi. Dạ, ok. Đầu là anh Vinh cho tụi mình 1 tiếng để làm, nhưng mà anh nghĩ lại là cho 1 buổi luôn. 1 buổi mà chưa gáp xong 1 nửa chiếc xe đó các bạn. Thời gian gần đây có nhiều bạn thắc mắc tại sao anh Vinh không quay phim với team tụi mình nhiều. Một phần là do tụi mình học online để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Phần còn lại là do cửa hàng của anh Vinh bận nhiều công việc còn anh giải quyết. Rồi, tới bước 26 nè, Phương gắn vô đi. Dạ. Này gắn vô.
Nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi mà bọn mình mới gắn tới bước 26 rồi các bạn ơi. Mấy cái mảnh này nó rất là nhỏ luôn mà còn nhiều nữa, cho nên kiếm rất là lâu mới thấy được một mảnh đó các bạn. Trời cũng gần tối rồi, hết thấy đường các bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ dọn dẹp xong vô nói với anh Vinh rồi ngày mai làm tiếp. Dọn đi. Rồi, dọn dẹp thôi. Tụi mình đã làm tới bước 64 nè các bạn ơi, là gắn cái đầu này vô cái mình này nè. Này gắn vô thôi. Xong. Rồi gì? Đưa cho anh mấy cái mảnh của bước 65 đi. Từ từ anh ơi, chiều rồi em tìm mấy cái mảnh này muốn lòi con mắt ra luôn nè. Bạn hết chạm vũ trụ của team mình thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Rồi, rồi, rồi vậy đi, trời tối rồi. Mấy đứa coi bỏ vô hộp kỹ kỹ đó, mất một miếng là ngày mai team mình không làm được đâu. Dạ. Đem sữa dưỡng các bạn ơi. Rồi đi đi. Cây muốn nè. The next day. Hiện tại là 8 giờ, để mình coi gắp xong chiếc xe tải này là mấy giờ nha các bạn. Đúng vậy. Đổ lên gò xuống, cẩn thận coi chừng nó rớt dưới cát, đạp lên lúng xuống là khó kiếm lắm đó nha. Dạ. Rồi nè. Tao thấy mày mới là cái thằng làm rớt hồi nãy giờ đó. Mấy cái mảnh này nó nhỏ xíu à, dễ rớt lắm các bạn ơi. Rồi thôi gắp đi nè. Để lên đi. Làm tiếp đi. Ừ. Đi với phim với Vinh giăng nắng giết ra đen thui luôn. Ừ. Đã xấu gái rồi, mập, đen nữa, tội nghiệp nhỏ thiệt chứ. Cái xe tù này nè có 90 bước lận, mà hôm qua tụi mình làm xong tới bước 50 rồi. Dạ còn 40 bước nữa thôi, làm lẹ đi anh chị. Vẫn là quy tắc cũ, đợi nào nộp sản phẩm đầu tiên sẽ được cộng 1 điểm. Làm lẹ đi. Mình thi gắt mấy cái này cũng dễ, phải chi chị hôm qua ông trợ ông chậm tối một chút xíu nữa thôi là tụi mình làm xong rồi. Tổng cộng là 126 bước mà trong chiều hôm qua team mình đã gắp được 64 bước rồi. Còn có 62 bước nữa chứ nhiều. Lần này team mình phải quyết tâm hoàn thành xong sớm nhất mới được. Dạ. Để ra. Bạn hướng dẫn ra. Cuối cùng cũng xong, mệt thiệt chứ. Để uống miếng sữa coi. Mấy cái bộ phận chính mình với anh Đại ghép xong rồi đó. Anh Thanh ơi, giúp em ghép mấy bộ phận này lại thành chiếc xe tải đi. Ừ, anh biết rồi. Còn khoảng 10 phút nữa là xong rồi các bạn ơi. Gần Tết, Cool có nhiều chương trình hay lắm. Ngoài săn bao lì xì trong cái thùng sữa, các bạn còn có thể truy cập vào trang web này nè. Để tham gia trò chơi, có nhiều phần thưởng hấp dẫn lắm nha. Đợi cái nón lên cho con mô hình nè. Trang bị thêm cây súng. Rồi, quá ok. Ủa chị Thảo, mình đi ra ngoài vũ trụ khám phá, mình cầm theo cái súng này chi vậy? Theo chị nghĩ, bên ngoài vũ trụ có người ngoài hành tinh, cho nên họ mang súng heo là để phòng thân đó. Thôi, hai chị em đừng có chém gió nữa. Qua đây dịnh tiếp em đi gắn mấy bộ phận này vô nè. Rồi, ok. Để em dịnh đây. Rồi. Rồi, bắt đầu gắn cái đầu này lên luôn nha các bạn. Gắn cái cánh thứ hai nè. Ồ, khớp luôn. Gắn không cảnh sát cho xe coi. Trời ơi, nhớ này, tôi có thấy ông cảnh sát đứng trên nóc xe chưa? Chứ cái xe nó dày nè, chị gắn ông cảnh sát ở đâu? Rồi, để chị gắn cho. Gắn đi. Cái suy nghĩ của mày còn thua con Á Tiên nữa. Nghĩ sao cho cái ông cảnh sát đứng gần ngay cái lo này. Rồi lỡ khi nào cái lo này nó thông báo bất chợt, rồi ông này ông giật mình, ông té xuống đây, què tay què chân, lấy tiền đâu lo cho vợ con. 2 hours later. Rồi, gắn bánh xe cho nó nè. Gắn bánh xe xong là xong luôn rồi đó. Một cái. Đây em dịnh tiếp cho. Đi. Xong. Chưa đâu anh ơi, còn cái ngăn chứa đồ nữa nè. Ừ quên, rồi đây. Thôi. Bây giờ mới là hoàn thành thật sự này các bạn. Mình tưởng tượng mấy cái này là khung sắt nha. Để lên cho nó chở nè. Đó. Vậy là đợi mình hoàn thành xong đầu tiên rồi đó. Rồi. Quá đẹp luôn. He said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink. Don't run. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Đáp lại nè. Vậy là đội mình hoàn thành xong đầu tiên các bạn ơi. Đội ta mới là trước nhất nè mày. Tính ăn gian hả? Ăn gian không được thì thôi. Mấy cái cửa này hoạt động được luôn nha bạn. Để mình bỏ con tù nhân vô nè. Đó, đóng lại. Bên đây thêm con luôn nha. Để vô nè. Đóng lại. I
gắn cái này vô nữa là xong rồi. Cuối cùng cũng xong. Các bạn thấy chưa? Mấy cái lớp ghép này sao mà làm khó được team mình? Lễ sửa uống thôi. Ủa, em nhớ lúc đầu hai anh chị quyết tâm chiến thắng phải là đội làm xong sớm nhất, mà bây giờ đội mình thành hẹn bét luôn rồi. Thôi, hiện thực đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Giờ đem sản phẩm đập cho anh Vinh đi. Thôi đi thôi. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead but we stay. Rồi, vô chấm điểm cho mấy đứa đi mày. Ok luôn, mình phải quay song song một lượt hai cái camera nè các bạn. Một cái bắt xa, một cái bắt cận để cho các bạn xem chi tiết. Đó, bấm quay một cái nè. Rồi, thấy Chí sư đệ rồi nha. Đội nào hoàn thành xong đầu tiên? Đây, xe tải khổng lồ. Okay. Xe này phần kệ có thể chuyển động được luôn nha. Anh Vinh, chiếc xe này bọn em lắp ráp đi trang hình mẫu luôn nè. Anh cứ từ từ mà soi. Anh mà soi được lỗi nào á, em làm con anh luôn. Thôi làm mẹ tự tin dữ vậy. À, ở trên bạn có số 1, tức là đội này hoàn thành xong sớm nhất đúng không? Đúng. Rồi, để coi cái hình mẫu coi. Đây. À, rồi, đẹp dữ nha các bạn. Ê, rồi. Ở đây người ta có một cái ngăn nè, một cái mái che màu đen nè. Ở trong cái hình thấy đây mái che màu đen không? Thấy. Ở đây mái che màu đen đâu? Rồi, cái đội này đây nhìn sách hướng dẫn mà làm không đúng nữa. Lỗi khỏi cuộc chơi luôn. Rồi, qua đội thứ hai. Xe tù. Wow, thật là đẹp quá đó ha. Ý, 1, 2, 3, 4 công an đội nón, có thằng công an đầu chọc là sao vậy hả? Thất tình mà nó mới đi cạo đầu chứ lúc trước nhiều tóc dữ lắm. Gì dạ? Gì kỳ vậy? Nói chung là trừ 1 điểm công an đầu chọc nha. Có mấy cái cửa bên hông này nè, có thể mở ra mở vậy. Dạ. Đẩy luôn rồi. Đẩy luôn. Sao có thứ dữ nữa rồi. Mình còn một cái cửa khác. Còn cửa nào đó? Cái cửa này nè. Ê, có cửa phía sau. Ok. Bên trong còn nhốt tù nhân đúng không? Dạ. Ok. Cái đội này cũng hay quá nè nha. Trời ơi, tù nhân nè. Ê, đội này cho 9 điểm đi. Rồi. Đội đội em nhận 9 rồi. Đội cưng là gì? Xin giới thiệu với anh Trạm Du Hành Vũ Trụ. Dạ. Hả? Để em nói cho anh nghe nè. Sống ở trái đất chán rồi, cho nên mình phải lên vũ trụ. Mình khám phá nè, mình đi du lịch nè, với mình quay vlog nữa. Trời ơi, vậy thôi mày cởi cái tàu vũ trụ rồi đây đi không? Đây là ba ông kỹ sư nè anh Vinh. Ba ông kỹ sư? Cái này anh thấy giống khủng bố hơn chứ kỹ sư gì. Mày thấy có ông kỹ sư nào mà giờ hai tay cầm súng không? Coi nè, cầm súng không à. Còn ông nội này một tay cầm mũ đạm, tay này cầm cái túi gì trời. Cái túi gì vậy? Em nghĩ là túi thuốc nổ đó. Hả? Thôi đi ông nội, cái gì ghê quá vậy? Đi đây coi cái cây, để coi cái cây. Rất là chi tiết luôn mà đẹp, đẹp nha. Đẹp thiệt ông ơi. Để coi giống như cái hình không? Giống hệt luôn. Giống hệt luôn anh ơi. Cái đội này ở đây cho mười điểm. Rồi, bây giờ mời các đội đi ở đây lãnh sữa nè. Khoan, cái đội nào hạng nhất? Đội em. Hạng nhất ở cái vòng 2 này là mỗi thành viên sẽ lãnh được 2 thùng sữa. Tự lấy luôn đi. Tự lấy luôn. Đó, ok. Rồi, còn... Ủa? Lấy đủ luôn đó hả? Đủ rồi. Thánh thần ơi, đi quay phim miễn đi trễ mà lấy sữa nhanh thì ghê không? Rồi, hạng nhì thì mỗi thành viên sẽ có 2 thùng sữa nhỏ này nè. Lấy thùng sữa nhỏ luôn đi cưng ơi. Mấy em bị lỗi có được gì không? Bị lỗi thôi khuyến khích. Chút xíu nữa mỗi đứa sẽ có 2 lốc sữa. Rồi, thôi khép lại video tại đây thôi các bạn. Hy vọng mọi người sẽ thích cái video Lego này của tụi mình. Thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ team mình. Khi nào cái video Lego này trên 100.000 like, tụi mình sẽ tiếp tục thực hiện về cái series này nha. Bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye. Rồi để dựng máy lên cái nữa nè. Đây, rồi nhìn đi, nhìn đi anh em. Rồi. Đó. Rồi. Thử ơi. Học cái này xuống. Phải rồi đó. Cái chân dựng nó quay chưa? Quay rồi. Rồi luôn. Ướt nhẹp hết trơn. Mày làm cái gì vậy Vinh? Thì chẳng